chạy xe mà thò đầu ra là chửi nhau phải không? Trong này là gốc này là chúng mày kiếm của coi thực ra không có gốc đâu được cứ lôn phôn Bắc Nam Tư rồi thì Phú Yên Bình Định rồi Quảng Ngãi Hà Nội nói chung bây giờ nó cứ linh tinh bành chẳng thấy có thằng nào là thằng gốc thằng nào là thằng ngọn.